Hello, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình trở lại con game Mulot Container nha anh em. Nhìn vào màn hình thì các anh em đã biết là mình đang review và chia sẻ cho các anh em biết con nhân vật gì. Hôm nay mình sẽ cho các anh em xem nhân vật bắn súng của mình bắn Ôi như trời đúng ơi. rồi là như thế nào nha anh em. Thì ngoài màn hình, nhìn vào các anh em thấy là mình đã có một cái win rất là đẹp nè, một set đồ gian dở nè và một cặp vũ khí cây bự cây nhẹ nha anh em, đậu xanh thiệt chứ cầm nó không bị đều anh em à. Mà mình công nhận vũ khí gồng hai cực kỳ đẹp nha anh em. Vào thẳng vấn đề là hôm nay mình sẽ vào review cho nó một set đồ nè, review cái bản master chuẩn chu cho em ấy, để cho các anh em có thể là đam mê dị class mà chơi súng mà đi theo hỏi phép nha anh em. Thì trước khi vào cái video, các anh em ủng hộ video là một like nè, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha anh em, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Vào thẳng vấn đề nha anh em. Vào thẳng vấn đề thì mình sẽ ở bước đầu tiên trên map Atlant 1, trên map lớn nha, chứ không phải map nhỏ nha. Thì đầu tiên mình sẽ ở trên đây review một chút xíu, rồi mình sẽ dần lên map cao để xem là cái cây đồ của mình nó trụ được ở map nào và cái master của mình nó phát huy ra sao. Đầu tiên thì mình sẽ vào review cho em ấy là một set đồ cơ bản nhất. Mình đã có set là tim bạc, chỉ số liver của em ấy là 1100, thì của mình là 5-1 đây, mình mới tậu cho em ấy được cây đô. Thì mình chỉ thích những cái nào mà cổ xưa thôi anh em, những cái nào mà cũ rồi, thường thường người ta nói là đồ cổ nha, đồ cổ thì đồ quý. Thì hiện giờ mình đã cho em ấy lên một cái set này, phải được set multi nữa thì cái nội công em ấy nó sẽ tuyệt vời hơn chút xíu, nhưng mà cái set này nó cũng tạm ổn để cho chúng ta vượt mặt những vị class khác nha anh em. Tiếp theo là một cái áo, set đồ của mình là 5-1 nha anh em. Vì ở trong Master nó có để một cái mục là khi chúng ta mặc đủ trang bị thì chúng ta sẽ nhận thêm một phần thưởng, đó là tăng lên cái sức phòng thủ của mình. Tiếp theo là cái quần nha anh em, quà nó không có điểm thưởng may đâu, điểm thưởng may chỉ dành để đi BK thôi, còn khi mà đi farm thì chúng ta có như gì thì cũng được rồi. Còn cái tay thì mình cũng là một cái tay liver là 1100 luôn nha anh em. Cuối cùng là một cái giò. Một set đồ của mình thì cũng khá đơn sơ mộc mạc thôi, chỉ cộng cho em mấy là cộng 15, liver là 1100, kèm theo đó là một cặp bông tai hồi anh ghi nha, tại vì em này em bắn như đúng rồi anh em à, thì mình phải cho hồi anh ghi nha anh em. Và bên đây thì chỉ là kit full được cái dòng thủ ở dưới, thêm một chút xíu nào thủ thôi. Vì sao phải cần thủ? Vì mình không có xài một cái pentagram. Khi mà lên dần từ map là Atlant hoặc là những gì class khác, nếu mà không có ben thì lên trên Cube là nó đã đuối rồi. Còn cái này mình lên trên Atlant luôn nha anh em, vẫn ở trên đây review được nha anh em. Tiếp theo đó là mình có một cái win cộng 17, nhưng nó không hỗ trợ gì nhiều, chỉ hỗ trợ một dòng thể lực. Vì con này nó không đi bên thể lực, con này nó đi bên là E nè, E và anh ghi là sức mạnh phép và nhanh nhẹn. Còn nó đi bên thể lực á thì nó thừa, không cần tới. Mình chỉ dùng cho máy là một cái cánh liver 4, là cánh cấp 4 nè, thì nó sẽ cho chúng ta phòng thủ cao và thêm vào đó là một chút xíu cái lượng đam để cho máy là có sức tấn công và có thủ và hấp thụ sát thương á, thì nó sẽ có phần nào nó sẽ ngon lành hơn. Và ở dưới là cái phòng là tỷ lệ phòng thủ thuộc tính nè. Cái tỷ lệ phòng thủ thuộc tính này nó cũng không có quan trọng lắm, vì chúng ta là không có cái dòng death 3. Nếu có dòng death 3 thì chúng ta sẽ thủ ngon hơn rất là nhiều. Và như vậy là cái win của mình chỉ cộng có 17 thôi, nó hơn 15 chút xíu nha anh em. Kèm theo đó là một cái ben, còn gọi là một cái dây chuyền. Dây chuyền thì mình lấy tốc độ nha, mình cho máy full tốc độ, vì con này nó cần tốc độ anh em. Nó là nó vừa thủ nó vừa đam luôn. Thì như vậy là mình cho nó hồi anh ghi là 40% nè. Và ở dưới là tăng tấn công tối đa phép thuật cộng 40. Vì em này đi bên phép thì mình sẽ cho những cái nào liên quan phép. Ở đây thì nó chỉ là tăng giảm sát thương thôi, một cặp này chỉ đeo cho đẹp thôi. Và con cáo huyền thoại thì các anh em nhìn vô là đã biết mình cái con cáo này hiện cũng rất là lâu rồi. Con cáo này nó không bất tử nha anh em, con cáo này thì chúng ta có thể là sửa bằng B. Tiếp theo là một cái cây vũ khí gồng 2, thì các anh em nhìn vào nó rất là đẹp luôn, nó không có dòng lúc nhưng mà đã cộng lên được 15. Thì mình lấy cái dòng Harmony là 5% chuyển MB thành sát thương phép thuật, vì đây là một cái dòng Harmony rất cần thiết cho một cái trang bị chính thống như là set cũng cần nè, vũ khí cũng cần nha anh em. Ở dưới cái dòng sát thương hoàn hảo đi theo cái cây vũ khí của mình, nó là tốc độ tấn công nè, tỷ lệ sát thương pháp sư nè và tỷ lệ hoàn hảo, thì nó cũng là tương đối ổn, nó chưa max pin nhưng mà nó tương đối ổn nha anh em. Và tiếp theo là một cái cây vũ khí Manti, là một cái cây vũ khí liver 1200, mình lấy cho em ấy là
cái dòng Harmony mình dặn lấy là chuyển 5% MP thành sát thương pháp thật, thì mình lấy như vậy thì nó rất là ok cho một cây vũ khí ở trên, kèm theo đó là sát thương pháp thật nè và sát thương hoàn hảo, thì mình lấy ba dòng như vậy thôi. Ở dưới thuộc tính của em ấy đi theo cho một cái cây vũ khí Manti là phục hồi HP khi giết quái vật, tăng tốc độ tấn công và kèm theo là một dòng sát thương pháp sư tăng 2.6 mỗi cấp 20. Chừng nữa mình có tiền mình sẽ tậu thêm một cây Manti tiếp và một cây vũ khí gồng hai để mà mình trang trí ạt thôi chứ không có gì hết. Ngoài ra thì mình không có cái pentagram, không có pentagram thì khi các anh em lên map cao nó rất là đuối và nó rất là cực luôn. Điển hình ở ngoài thì mình có thêm một cái set đồ kiện đây, mình thích đẹp hơn em chứ khỏe thì mình cũng không thích đâu, vì mình cộng theo bảng điểm nó quá khỏe rồi anh em à. Đây là một cái bảng điểm Boeing để cho các anh em nhìn vào. Bảng điểm Boeing thì nó rất là dễ cộng luôn. Vì sao? Vì mình phân tích cho các anh em dễ hiểu. Khi mà các anh em muốn cộng cho chỉnh chu thì các anh em đừng có vội cộng trước, mà các anh em hãy mua đồ trước. Mình có số tiền để mình mua, ví dụ là một set 1K1, set 1K2 hoặc là thấp hơn hoặc là cao hơn. Từ khi đó mình dựa theo cái set đồ mình hạ cộng. Ví dụ là mình vào trong đây, cái cây vũ khí manh tay của mình sức mạnh cần thiết và tối ưu của nó cần cộng bao nhiêu thì mình hãy dựa vào sức mạnh của nó là 473 cái điểm STG, là cái điểm sức mạnh, thì mình lấy đó là một cái điểm chuẩn, vì vũ khí là nó cần cái lượng STG cao nhất. Thì set đồ nó cũng không có cao hơn cái vũ khí đâu anh em, mình sẽ vào cho anh em xem. Sức mạnh chỉ có là 426. Thì như vậy mình mặc được cái cây Manti thì mình sẽ mặc được cái set đồ thôi. Thì như vậy các anh em sẽ cộng được một cái bảng điểm nó rất là chuẩn. Và tiếp theo đó là các anh em phải biết nó đi theo cái hướng gì. Lúc trước mình cứ nghĩ là nó cầm súng ống là nó mạnh mẽ, nó man lắm anh em. Ai ngờ nó đi theo bánh bao, nó đi theo pháp sư. Thì như vậy không phải là nó đi theo pháp sư mà chúng ta cộng full năng lượng, full nè. Mà chúng ta hãy cân đo đong đếm cho nó là lên cái sự max pin trước. Max pin trước là sao? Thì chúng ta cộng tầm cho nó là 170 điểm nhanh nhẹn. 170 điểm nhanh nhẹn thì cứ để đó, đừng có cho nó lên nữa. Vì sao? Vì chúng ta có một cái boost tăng chỉ số ALL. Thì các anh em kết hợp một cái chỉ số boost đó thì tất cả những thông tin trong đây nó sẽ max pin lên. Đấy, một cây của mình chưa có dùng một cái pentagram nào hết, mà cái lượng tấn công thành công BWM của mình là 14.427 nè. Và cái lượng phòng thủ của nó ngang ngửa với đách quai luôn. Đách quai của mình cộng nó lên là 8.5, còn cái này nó lên là 7.4, là 7.400. Các anh em thấy không? Nó cực kỳ thủ trâu nha anh em, chứ không phải nó thủ yếu đâu. Cái con Winmager của mình nó chỉ là 600 mấy thôi, 6K mấy thôi. Và cái con IK thì càng mỏng hơn. IK của mình nó chỉ có là 5 5.700 thôi. Còn cái con này nó lên là 7.400, thì chúng ta có là một cái sức phòng thủ rất là cân đối. Và bên chỉ số thông tin bên đây thì chúng ta có rất là nhiều nha. Tỷ lệ hấp thụ sát thương là, các em thấy không, 77,0 nè. Thì chúng ta có tỷ lệ hấp thụ sát thương cũng tương đối cao, không thua gì Deadlord nha anh em. Thì như vậy chúng ta sẽ farm ở trên map cao nó nhẹ nhàng hơn. Hiện giờ thì mình không có cái pentagram đâu, mình chỉ chơi trần trụi trụi thôi. Và một chút xíu nữa mình sẽ lên dần dần map cao. Mình đã có test qua rồi và hôm nay mình sẽ lên mình cho các anh em xem. Và một cái điều quan trọng nhất để cho các anh em cần thiết để tìm hiểu là các anh em hãy vào trong đây, vào trong bảng kỹ năng cho mình, vào trong phần cây chính. Các anh em có thể tua đi tua lại để xem một cái bảng master, để test một cái bảng master. Hiện giờ nó đang có nhân đó anh em, thì các anh em có thể là tạo 30-40 con gì đó. Các anh em có thể test nha, từ tốn mà test, test ra một cái chỉ số mà nó rất là ok là các anh em thành công. Còn các anh em không có thể test thì các anh em có thể là dựa vào cái bảng master của mình và thử theo một lần để trải nghiệm anh em. Vì game mà có thể cài tới cài lui được mà anh em, đâu phải là mình tạo con đó rồi mình nghĩ tạo được đâu. Thì cái tab đầu tiên trên máy mình đã cộng như gì đây, các anh em có thể là vào trong đây để từ từ tìm hiểu nha. Vì sao nó full tốc độ đánh mà mình không cộng anh ghi? Vì anh ghi là mình đã có cho nó vào dây chuyền nè và cho nó vào một cái bông tai, thì chúng ta sẽ ngợi ra được 20 điểm anh ghi. 20 điểm đó thì chúng ta có thể là cộng vào thủ, cái nào thủ thì mình cho ra thủ, còn cái nào đam thì mình cho ra đam. Táp đầu thì mình sẽ cộng thiên vào đó là thủ, và táp thứ hai mình sẽ cộng thiên vào đó là đam. Vì sao? Gì đây là chúng ta cho nó tăng tăng phép thuật tối đa lên hết cộng 45. Và ở đây là hai cái bút thông tin chỉ số ALL của cái con nhân vật này. Khi chúng ta mà bút lên thì chỉ số nó sẽ gấp đôi gấp ba lên, nó gấp chừng nào cho max pin thì thôi.
thì các anh em có thể là cộng thêm như mình hoặc là sáng chế ra một cái bản master nào đó. Và cái bản master của mình các anh em thấy là mình chỉ có set đồ cùi nè, có được một cái con cáo là giá trị thôi, còn nhiêu là không có cái gì mà để ra hồn ra ôn gì hết, mà nhưng vẫn farm được nha anh em. Còn các anh em cứ lấy một cái con class khác đi, không có cái band đi, rồi các anh em lên trên đây mà farm trụ được trên đây thì các anh em là đã thành công. Còn nếu mà các anh em cộng mà chưa tới thì các anh em có thể là test tới test lui để cho ra một cái bảng điểm. Và cái tab thứ hai thì mình cộng thêm cho nó là đam hết, những cái nào cần thiết vào đam mình sẽ cho nó lên đam hết. Và ba cái ô này là ba cái ô phụ trợ đam. Nó các anh em liên tưởng tới là một cái con ma ghe nữ, khi mà mình thả một cái vòng tròn ra để nó tập trung mục tiêu quái ở đó, rồi chúng ta xả đam ra thì quái nó sẽ bu lại đó, nó sẽ bị hút máu dần dần và dài dài. Và cái con gươm này cũng vậy, tay súng này nó cũng có một cái skill để nổ. Và cái trang này là trang cuối cùng, cái trang của cây chính, thì chúng ta hãy cộng mát pin cho nó. Các anh em thấy nè, những cái nào cần mát pin là mình sẽ cho nó lên mát pin, còn những cái nào không cần mát pin là không cần. Như ví dụ ở đây có hai đường, cái đường chai in thì các anh em có thể cộng vào là giảm hồi mana tiêu phí, và cái thứ hai là chúng ta có thể là phục hồi mana khi giết quái vật. Khi BK thì chúng ta có thể giữ nguyên như vậy, nhưng mà không cộng ô đó mà cộng hai ô vào đây thì là phục hồi HP. Và ở đây là mỗi lần mà khi chúng ta tấn công thành công kẻ địch thì chúng ta sẽ hồi HP, thì khi BK chúng ta chỉ cần sửa qua sửa lại thôi. Và khi mà BK thì chúng ta có thể là thêm vào cái ô đó là USD nè, và cái ô là ở đây là hồi SD. Thì hai ô này nó sẽ tương đồng với nhau, khi mà cộng đó nó sẽ kích sáng lên, chúng ta có thể là chuyển một số nào đó, như ví dụ là bỏ một cái ô này, bỏ cái ô là phục hồi HP khi giết quái, thì chúng ta hãy cộng vào cái ô SD khi giết ngừ. Một số anh em cứ sợ là khi cộng cha in rồi qua cộng ở bên BK các anh em bó gói, không cần sửa nhiều. Các anh em cứ nghĩ khi mà mình đi farm quái thì hãy thiên về cho nó mana, đừng có hụt mana, đừng hụt anh ghi. Còn khi mà bên BK thì đừng có cho nó hụt ít SD, với đừng cho nó hụt máu. Thì các anh em nghĩ đơn giản như vậy mà hãy cộng cái bảng master. Tiếp theo là cái cây cuối cùng của mình. Ở đây là chúng ta cộng như vậy là cũng chưa chính xác nha. Chưa chính xác vì sao? Là mình chưa đủ điểm. Nếu mà các anh em lên được 1K3 hoặc là 1K4 thì các anh em hãy cộng cái dòng này cho mình. Các anh em hãy lấy cái dòng này là dòng băng nha. Thì các anh em cộng cái này, kích cái ô băng lên, kích những cái ô băng dưới đây lên. Các anh em liên tưởng tới con nhân vật là ma ghe nữ nha. Ma ghe nữ thì mình đã có review chia sẻ cho các anh em rồi. Thì các anh em hãy cộng lấy cái dòng băng, vì băng là nó làm chậm quái hiệu quả nhất, và khi chúng ta farm quái thì cái dòng băng này là nó lợi hại nhất nha anh em. Tiếp theo đó thì hãy qua bên đây cộng cái cây này cho mình. Đấy, thì mình chỉ chơi theo một hướng thôi. Ở bên con ma ghe nữ cũng vậy, và cái con này cũng vậy, mình chỉ chơi theo một hướng thôi. Mình kết hợp hai skill nhưng mà mình chơi theo một hướng là mình lấy cái hướng độc. Còn các anh em có thể là đi theo cái hướng này là một cái đâm chính, và cái đâm giữ chân quái thì các anh em hãy đi theo cái hướng này, thì cái đâm này nó sẽ giữ chân quái lại nha. Còn cái bên đây là cái đam hạ quái nè. Đấy, thì chúng ta có thể là cộng full dòng trên đây, cộng tới cái ô này luôn nha. Cái ô mà kết hợp skill để tạo ra sát thương thì chúng ta hãy cộng luôn ô này 20 cho mình. Nó sẽ phát huy lên rất là nhiều, vì cái vé tẩy của mình nó hết rồi anh em. Phải còn vé tẩy, mình sẽ tẩy, mình sẽ cộng demo cho các anh em luôn. Thì hiện giờ mình đang review nè, đang chia sẻ cho các anh em. Những anh em nào mà có nghe được, nghe kịp á thì có thể tham khảo nè. Còn nếu mà không có nghe được, không có nghe kịp á thì có thể là inbox trao đổi với mình. Mình sẽ đi tới cái tab cuối cùng. Cái tab cuối cùng của cây hùng vĩ thì đầu tiên chúng ta có thể là hạ cái ô HP này xuống 20 điểm. Hạ 20 điểm để bù qua cái bên cái lượng đam cánh. Khi mà chúng ta đã có một cái cánh cấp 4 rồi thì hãy hạ cái ở bên HP xuống. Đừng có mà hạ cái bên là ô đam nha. Hạ bên ô đam là sai anh em. Hạ cái HP 20 điểm xuống cho mình và dồn vào trong đây. Dồn vào trong đây, khi mà chúng ta đã có một cái lever lên cố định nữa, ví dụ là 1250 dân dân hoặc mày đảo lên, thì chúng ta hãy cộng vào cái ô này cho nó đủ 40 điểm thì sức khỏe của con này nó còn kinh khủng hơn nữa nghe anh em. Thì hôm nay mình cũng là sàng tới sàng lui và cho ra một cái bảng điểm tại một cái acc chính của mình. Tại những cái acc clone mình đã có test hôm nay rất là nhiều, mình không có đồ gì hết, mình chỉ dùng là một cái đồ như vậy đây, nhưng mà mình farm rất là ổn. Mình dùng một cái đồ tặng, một cái win cùi có dài trăm b và một cây vũ khí là level 400, nhưng mà mình đã farm rất là ổn rồi, và hôm nay mình kết hợp cái bộ đồ này thêm nữa thì nó farm cực kỳ là tuyệt đối nhanh em. Thì mình sẽ lên một cái map cao đây, lên một cái map cao để mình farm, để cho các anh em biết là lên map cao nó trụ được tới map mấy. Thì tiếp tục mình sẽ lên trên Atlant 2.
Lên trên Atlan 2 thì chúng ta phải kiếm một cái bãi quái nào đó, mình test một cái bãi quái ít trước và mình sẽ dăng vào một cái bãi quái đông sau. Để đầu tiên mà các anh em cứ lũi vào một cái bãi quái nào đó cực kỳ đông thì chúng ta sẽ chở không kịp, vì chúng ta không có cái ban để chúng ta chống cự. Thì mình sẽ lên Atlan 2, mình sẽ dạo ở đây. Các anh em thấy không? Như đúng rồi luôn anh em ạ. À. Bắn rất là sướng nha. Không có pentagram anh em, nhưng mà cũng farm rất là sướng. Cái này thấy phê chưa? Đây mình sẽ vào cho anh em coi nữa. Win nè. Set nè. Cáo cộng 11 màu phe hoài nè. Còn vũ khí cộng 15 thì rất là đẹp nha. Vũ khí rồng, công nhận là vũ khí rồng nó đẹp thật anh em ạ. À. Một điều mà các anh em không thể chối bỏ được là vũ khí rồng cực kỳ đẹp khi mà mình trang bị một cái vũ khí là rồng 2. Khi mà chúng ta sở hữu được như vậy thì nó cực kỳ đẹp. Ở trong màn hình thì các anh em thấy nè, nó lung linh lộng lẫy nè. Các anh em thấy tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Và pha một cái bãi quái như gì thì nó cũng không làm khó mình quá. Mình sẽ tiếp tục mình kiếm một cái bãi quái khác để mà mình xem thử coi level cái máy sẽ lên được bao nhiêu. Hiện giờ mình không sử dụng pentagram nhưng mà cáo nó gánh mình còng lưng anh em, nhờ có con cáo nó, cái lực thủ của nó trâu và nó có một chút xíu gì đó kháng với quái nên chúng ta có thể là nhẹ nhàng farm được. Nếu mà không có cái con cáo này nữa thì cụ gánh không nổi anh em, cụ đi chân lạnh toát đó anh em à. Thì vào trong đây mình sẽ tiến sâu vào trong đây, các anh em thấy không, quái nó chết cũng khá là mau nha. Cái này thì các anh em cứ nghĩ đi vào trong cái double ganger một cái mê cung nhân bản thì cái lượng đam mình lên là nhìn rất là phê mắt luôn. Tạm thời mình gọi đây cũng là một cái bãi whip nha anh em, một cái bãi whip của một cái map Atlan 2 nhưng mà chủ cũng dẫn được nha anh em, dẫn ok, không có cái gì gọi là mà khó khăn và cản trở mình hết, vì mình giết quái được rất là nhanh. Tuy máu của mình có hụt một chút xí nhưng mà nó không có nối lên cái độ nguy hiểm. Mình sẽ tiến dần lên một cái map là Atlan 3 nha. Hiện giờ mình đã có mặt ở trên map Atlan 3 và vào một cái bãi quái chỉ có 4 con thôi. 4 con này thì không có làm khó được mình, thì mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái nào đó cho nó nhiều hơn chút xíu. Hiện giờ cái mạng nó cũng khá là lan nhưng mà không có nói lên được cái độ nguy hiểm của quái đối với mình. Ở trên map Atlan 3 mà mình farm dưới được như gì thì nó cũng khá là ổn nha anh em. Nếu mà cái máy nó không lan hoặc là cái mạng tốt thì chúng ta không chết, đảm bảo với các anh em luôn, farm tới Tết luôn không chết nha anh em. Các anh em thấy nó clear quái cực kỳ nhanh không? Ở trên map Atlan 3 vào một cái bãi quái whip và không cần gì hết, không cần một cái pentagram thì chúng ta có thể là farm nhẹ nhàng ở trên đây, không cần phải bỏ ra mười mấy 20k mà chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 10k. 10k để chúng ta sắm một cái đồ thôi, sắm một cái đồ như mình dọn dẹp tầm khoảng chứ 10k, 10k hoặc là 11k là chúng ta có thể lên trên bay tạo hô mưa gọi gió, farm cài bot cài ngập trên đây rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn, các anh em thấy không, rất là nhẹ nhàng thoải mái nha. Khi mà chung lên trên đây chúng ta trụ như gì á, thì nó quá là ok, quá là tuyệt vời luôn. Mình sẽ lên trên một cái map là Ikagut nha anh em. Thừa thắng xông lên và trên đây mình không có ban thì mình không có cần đi theo cái hệ gì hết. Và chỉ cần là có quái là mình quất hả anh em. Mình khá là lan nha anh em. Mình sẽ đi vào một cái cổng gió nè. Cái cổng gió này thì mình vào cái bãi whip nó sẽ nhanh hơn. Không có pentagram thì chúng ta đứng mỏng mỏng ở ngoài vẫn farm trên ở Ikagut được nha anh em. Đấy, các anh em thấy không? Vẫn farm được trên đây nha. Đứng mỏng ở ngoài thôi nghe anh em, đừng có vô nghe, vô nó quánh là má nhìn không ra anh em. Đứng ở ngoài vẫn farm được ở trên Ikagut, đảm bảo với các anh em một điều chắc nịch luôn anh em à. Bây giờ dùng pentagram là xưa rồi, pentagram bây giờ cho không ai xài cả anh em à. Khỏi xài pen luôn nghe anh em. Dùng set này thôi, nếu mà các anh em có thêm một cái set đồ manti nè, thêm một cây vũ khí manti nữa thì ở trên đây các anh em xử quái rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn, rất ok nha. Nếu mà cái tình hình mạng không lan như gì đây, các anh em quánh tới sáng luôn, đảm bảo không chết. Máu thì nó có giật thật nhưng mà không chết nghe nè, tại vì mình farm mình clear quái nó chết nhanh, chết nhanh thì mình cái lượng máu mình hồi lại nhiều nên mình không có chết trên đây đâu. Các anh em yên tâm đi, có thể là cộng theo bảng điểm của mình rồi lên trên đây quẩy gắt nhiệt tình nha anh em. Đam nó khá là cao nha, các anh em thấy không, đam khá là cao. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em.